Dạ, ông Tám ơi, ông Tám cho con hỏi thăm nè, là hai con bò này là bữa đó là ông Tám cứu như thế nào ông Tám? Thì nó sửa soạn mà vô lò mổ rồi đó, rồi Tám mới cứu nó luôn đó. Nhưng mà làm sao mà Tám hay kịp lúc chứ? Bởi vì nói chung ra Tám cũng nghe bạn đó. Dạ. Nó nói kể vụ mà có con trâu gì đập đầu không chết, rồi nó quỳ nó lại này nọ, rồi nó nói này nói nọ đó, rồi Tám mới đi thử ra đó coi. Là bữa đó Tám cứu con trâu kịp không Tám? À, có con trâu kia bằng thịt đó, mà ta bằng thịt đó rồi đem về mà cứu nó được nửa tháng rồi sao nó chết trâu ngoài kia kìa. Chàng ơi chàng, có nghĩa là Tám nghe là trong lò mổ là có cái chuyện là người ta chuẩn bị mặn trâu. Mặn trâu bữa đó, mặn trâu bên kia, mặn trâu mẹ hết rồi, còn hai trâu con, mặn con kia, còn con nọ nữa, rồi Tám hay kịp Tám mua. Mà nó lại hả Tám? À, không, con trâu kia, mấy con trâu kia riêng nữa, còn trâu này chú Tám cứu con trâu nhỏ riêng nữa. Dạ. Nó nhiều con lắm, bởi vì người ta bằng thịt mà. Dạ, như vậy là khi mà Tám lợi tới lò mổ là hai con bò này là lên lò mổ chưa Tám? Chữa sạn vô lò mổ rồi đó. Chàng ơi chàng, là Tám cứu là hết bao nhiêu tiền Tám? Là hai con này 41 triệu nè. 41 triệu? Ừ. Mà cách đây là bao lâu rồi Tám? Mười mấy năm rồi đó. Chàng ơi, mười mấy năm về trước mà số tiền Tám cứu là tới 41 triệu. Ừ. Mười mấy năm trước con nghĩ vàng lúc đó chắc chừng 300-400 ngàn chỉ chứ gì Tám? Ờ, chắc ở đó quá. Ừ, mấy cây vàng thưa quý vị khán giả. Ừ. Tám có chia sẻ lại cho bà con để người ta nuôi không Tám? Chắc không được đâu, bởi vì nó đi ra nó cũng buồn lắm, chứ hai nữa nó sống chung nhau quen rồi thế gì cho nó vắng rồi nó cũng buồn, nó không biết nó sống ra sao. Rồi mình đã hy sinh nó, mình hy sinh cho trọn đời luôn đi. Nhưng mà người ta đưa một cái giá khá là cao rồi sao Tám? Không, bao nhiêu cũng không ấy chứ, nhiều cũng không được chứ, đôi ba tỷ cũng không được nữa. Bây giờ mình nghĩ rằng cho nó hết kiếp này, cho nó trọn vẹn đi rồi mình cũng chết, nó cũng chết, mình cũng chết luôn rồi. Một cặp như vậy mấy tỷ mà Tám cũng không chịu luôn hả? Ờ. Chàng ơi chàng, nhưng mà Tám có thể dùng cái tiền đó đó là để mua thức ăn để cứu những con vật khác được không Tám? À, không, thôi đi, nó sống nhau có anh em rồi, nó đi ra nó buồn lắm, nó la làng là sớm. Đi ra nó buồn lắm. Dạ, dạ. Là cặp trắng này là Tám mua bao nhiêu? À, mà con này cũng có 20 triệu luôn, đó 20 triệu. Còn cái con nằm đó với con này là mua cao giá nhất. Con nằm với con này là mua gần 70. 70 triệu? À. Là cách đây bao lâu rồi Tám? 10 năm rồi đó. 10 năm về trước mà 70 triệu? À. Là cái ngày Tám mua là Tám chuẩn bị tâm lý sẵn là mua là để cứu nó thôi đó. À. Mua bò này chứ mà con vợ nó không có quyền, nó cũng quậy bò lắm mà. Chứ không phải thường đâu. Mà nếu mà một cái tay không bản lĩnh là không thể nào mà dẹp được cái tụi vợ với con này đâu. Dạ. Là nó thực tế nó là bao nhiêu tuổi rồi Tám? Cỡ 27-28 tuổi à. Còn cặp đen ở ngoài hồi nãy mình vô thăm là bao nhiêu tuổi Tám? Cỡ 15 tuổi rồi. 15-17 tuổi rồi. Hèn gì con thấy nó gấp đôi con bò của người ta luôn chè. Ừ. Mà cặp này là Tám cũng quyết định là không bán luôn đó ha. Hết trơn luôn mà, đâu có bán em nào đâu. Là tất cả luôn chứ không phải là riêng cặp đen hồi nãy? Ừ, tất cả luôn, không có phân biệt em nào nữa chân. Hồi nãy Tám nói là 3 tỷ, 1, 2 tỷ Tám không bán rồi. Thí dụ như người ta trả cao hơn nữa thì sao Tám? Bao nhiêu cũng không có bán chân, chết đâu có đem ra được tiền của đâu bán. Dạ. Bao nhiêu cũng không được hết chân. À. Thí dụ như một con như vậy là 10 tỷ rồi Tám bán không? Không luôn đó, bao nhiêu cũng không có được chân. Cũng không bán luôn? À. Là Tám chỉ là sức công ra nuôi nó như vậy hoài như vậy đó ha. Dạ, con xin gửi lời chào ông Tám ạ. À. Dạ. Dạ, thưa ông Tám, thì ngày hôm nay á mấy anh em con tìm đến ông Tám á, thì mấy anh em con cũng được sự giới thiệu của bà con cho mấy anh em con biết được á là ông Tám là một người chiên nuôi những cứu, chiên nuôi và cứu những chú bò thoát khỏi những cái lò mổ của ông Tám. Ừ. Thì ông Tám có một điều rất là lạ là ông Tám chỉ nuôi cho đến già và mất đi thì thôi. Nhưng mà con không biết rằng cái câu chuyện đó thực hư là như thế nào, cho nên ngày hôm nay mới tìm đến ông Tám để mà hỏi thăm sự gì cả. Dạ. Hồi trước thì Tám mở nhà thuốc cũng đâu 5-7 năm,
rồi cũng đi mở nhà thuốc, rồi cũng cái đội kia nó cũng đi kiếm thuốc nó, rồi nó có cái ghi mà thập thiện đại nghiệp đó, nói về nhân quả này tạo phước rồi đó, cứu giúp mọi loài rồi đó, rồi Tám mới nhận thức được. Tám mới mà làm nhà thuốc cũng năm bảy năm rồi bắt đầu quay qua thì làm việc phóng sanh. Tức nhiên trước đầu tiên thì mua các loài vật như cóc, ếch, cá đồ Tám gánh, Tám thả chợ này chợ nọ, ai cũng biết danh Tám chẳng. Rồi sau nữa Tám thấy như Đức Thầy có nói là như các loài vật như gia súc, trâu bò đồ mà nó cũng có công với người đời đó. Bởi vì rồi Đức Phật cũng có nói là bị gì, mình người tu phải mở rộng cái tâm từ bi ra đón rước trên dưới trong ngoài, hoặc hai chân hoặc bốn chân hoặc bơi lội, loài nào nó sống theo loài nấy, mình giúp cho nó mình cũng được phước. Rồi Tám nghe lời cũng như Đức Thầy Đức Phật, rồi Tám mở cái tâm rộng lớn ra, Tám làm những chuyện này. Thứ hai nữa Tám thấy cái cuộc đời mình sống chỉ đây là coi như là tạm mượn thôi, còn thời gian rồi ai cũng phải là chia tay chứ đâu có ở đây hoài mà sự thật. Rồi thành thử ra rồi Tám mới mà vậy đó, Tám mới nghe lời Đức Thầy Đức Phật á. Ông Tám cho con hỏi thăm nè, như vậy lúc trước ông Tám có làm cái công việc gì liên quan tới làm hại những con vật không Tám? Thì lúc trước thì Tám cũng có mà mua nuôi rồi đi cày đi cái bừa rồi đó. Rồi sau rồi thấy nó như vậy đó, rồi thôi Tám cứu nó luôn, bởi vì nó có công với người đời. Lúc đầu thì Tám chưa nhận ra, chưa biết được là cái tội và cái phước. Có cấp sau này mới nhận thức được cái tội cái phước, rồi Tám mới mở rộng cái tâm ra. Tám cho con hỏi thăm nè, như vậy là Tám đã bắt đầu phát tâm á, là cứu những con bò nè, những loài động vật á Tám, là bắt đầu từ khi bao nhiêu lâu rồi Tám? Thì cách có khoảng chừng mười mấy năm rồi, mười mấy năm rồi Tám mới cứu các loài đó, là coi như người ta bán thịt đó. Rồi Tám mới mua về Tám cứu cho nó sống đó. Chứ Tám cũng thấy nó khi mà loại lò mổ nó cũng đau lòng, nó thương xót lắm. Bởi vì mình nghĩ nó như Đức Phật nói, ta cùng muôn vật một nhà đó. Ta là anh chị, chúng là đàn em đó. Mình khôn hơn mình phải xét xem đó. Thử Tám mới thấy như vậy đó, rồi Tám mới mở rộng cái tâm từ bi ra Tám làm. Vừa rồi con nghe Tám nói là Tám lại tới lò mổ để mà cứu luôn hả Tám? Cũng lại đó, lại đó mua luôn nữa đó. Là câu chuyện như thế nào Tám có thể kể lại bữa đó cho con cùng với Nguyễn Nhã được biết? Nhưng mà Tám thấy như vậy là lại rồi con thì nó ghen la, rồi Tám thấy Tám động lòng quá rồi thôi. Rồi Tám cũng có nhiều thì Tám giúp nhiều vậy đi, rồi cũng từ từ thì có thì giúp nữa. Là cũng như mua nó là gì đó. Cái lúc Tám vô lò mổ là Tám nghe nó ghen la. Rồi. Nó ghen la cũng như loài nó sống theo loài nó gì đó. Rồi Tám cứu bữa đó là được mấy con Tám? Cứu về bữa đó cũng được hai con nữa đó. Hai coi con như nó nằm ở trong đó. Là còn ở trong chuồng mình luôn? Còn luôn. Chứ... còn sống tới bây giờ luôn? Rồi dưới người ta bán dài ở sớm, ta bán thịt đó, Tám cũng mua nữa đó. Nhưng mà thật sự khi mà Tám nghe nó ghen la rồi đó, là Tám có hiểu được câu chuyện gì trong đó không mà Tám lại phát tâm như vậy? Bởi vì loài nó sống theo loài nó thôi, mình đâu có biết được đâu, thì thấy nó gần nó la vậy thôi. Là Tám cảm nhận được là nó đang giống như là đau khổ vậy hả? Nó đau khổ, nó cũng nói theo loài nó vậy thôi. Tám cho con hỏi thăm nè, như vậy á, thì con thấy á, là cái đàn bò mà Tám cứu về đó thì rất là nhiều con luôn. Như vậy thì cái số tiền đó từ đâu mà Tám lại có được để mà cứu nó Tám? Nói chung ra thì lúc trước thì mình mua đất mua ruộng đó, rồi kêu sao lại mở nhà thuốc đó, kêu thấy cuộc đời giả tạm, thấy vậy kêu quá thôi giờ bán chục con đất đi đặng mà bố thí. Rồi bà nói thôi đi, bây giờ một chục con đất đó không thấy ông cho tôi mướn đi, mỗi năm tôi trả ông mấy chục triệu vậy đó. Rồi bà tồn kho, bà mới dồn, bà mới đưa mới làm ra từ từ ra hoài vậy đó. Có nghĩa là Tám bán một chục con đất? Không có bán, rồi lấy số tiền bà cũng như năm bà đưa nhiêu vậy đó. Rồi một năm bà đưa hai mấy triệu đó làm việc phóng sanh hoài tới vậy đó. Có nghĩa là ban đầu thì Tám dự định là sẽ bán đi 10 con đất.
mà bảo để dùng tiền đó để cứu những chú bò. Đủ loại con hết, không phân biệt bò, đủ cá rồi này nọ, đủ loại vật hết. Dạ, là bất cứ con vật nào là tám trên đi trên đường mà thấy nó gặp nạn là tám cứu hết. Thử làm gì đó. Chàng ơi, như vậy là mỗi một năm như vậy là thay vì 10 con đất đó là tám bán nhưng mà không bán. Cô khuyên là để lại cho cô mướn. Rồi cái tám mới để dành tiền đó là mua những đi cứu những chú bò. Đủ loại con hết, không phân biệt con nào trên. Như gặp em Út nó bị nạn thì giúp đỡ cho nó. Nhưng mà con thấy cứu thì cũng khá là dễ, nhưng mà cái thời gian á để kéo dài sự sống của nó là nó cần thức ăn á tám. Rồi như vậy rồi sao tám? Thì tới đâu vậy tới đó mà cũng hết tình nó. Kể gì chết lần này thôi chứ đâu chết lần nữa đâu. Đuối lắm chứ. Buôn bán gom không được thì cũng nhịn đói đó. Nhịn đói luôn. Buôn bán được thì ăn nhiều chút, buôn bán được ăn ít chút, nhịn đói chịu đựng chứ sao. Là tám sẵn sàng nhịn đói để dùng cái tiền đó mua cỏ, mua đồ cho các con vật. Nói chung ra đàn em, đàn anh gì cũng đói hết. Là bán được thì anh em gì đói hết chung hết. Phải sống hòa đồng hết rồi mà. Dạ, thưa diễn giả, một ông lão năm nay đã 61 tuổi rồi. Tuy nhiên, tất cả những cái số tiền trong cái cuộc đời của ông làm ra được thì ông chỉ để dành đặc biệt nhất là cứu các loài động vật. Dưới mở cái chạy gom này nè, cũng gian giái mười phương chư Phật qua lưng đổ thầy gia hộ độ cho, nếu làm ăn được thì cũng mua các loài vật thì có tiền nhiều tính nhiều hết á. Không có để riêng phần nào đó. Nhưng mà khi mà tám làm được cái công việc này này như vậy nè tám, thì tám cảm thấy trong người mình như thế nào tám? Thấy nó cũng vui, nhiều khi nghĩ chứ trong lòng nó cũng vui lắm. Có khi nào tám nghĩ là mình làm cái này là để trả nợ cho những cái giống như là những cái sai mà lúc trước mình làm ra không tám? Cũng có, nó nhiều kiếp mình làm nhiều đều bọn bạo ác mình cũng đâu có biết, trong cái cá này nọ mình mới dừng lại mấy có mấy chục năm nay mình chả biết đủ không nữa. Với ai nó mình làm cho người ta thấy, người ta dừng lại đặng mà cho người ta bớt sát sanh nó, để nó chết quá cũng tội nghiệp nó. Như vậy là hiện tại là ở trang trại của tám là ngoài bò ra là có gì nữa tám? Cá chó đồ gì đủ, là coi như chứa trong này hết, khóc gì coi như đâu cho ai xâm phạm vô đây bắt được đâu. Chó bây giờ cũng mười mấy con hả? Mười mấy con. Chó là mười mấy con, rồi cá, rồi ếch luôn. Đủ loại con hết, không phân biệt, không có mà bỏ loài em nào chân. Có vô đây thì giúp, vô đây thì giúp hết trong này. Tám cho con hỏi thăm nè, hình như tám mới đi cắt cỏ về hay gì mà con thấy tám dữ vậy? Cắt cỏ đó. Là tám 61 tuổi rồi. Ngày nào cũng lặn lội đi cắt cỏ như vậy. Chứ nếu mà không lặn lội, nếu nó ăn ngày tới mấy trăm ngàn tiền đâu cung cấp nó nổi. Ăn ngày nếu không có, ăn ngày 200-300 ngàn đó. Còn nếu mình đi kiếp gì là ăn ngày 100 mấy ngàn. Chàng ơi. Dạ. Rồi tám ơi, thôi bây giờ như vậy đi. Tám có thể dẫn mấy anh em con á tham quan trang trại của tám. Rồi. Cũng như là đi xem và thực tế hơn về những con vật mà tám đã từng cứu á, để cho con cùng với quý vị khán giả này trong ngày hôm nay được biết hả tám ha. Đi ngang qua đây. Dạ ông tám ơi, ông tám cho con hỏi thăm nè, là hai con bò này là bữa đó là ông tám cứu như thế nào ông tám? Thì nó chưa sẵn mà vô lò mổ rồi đó, rồi tám mới cứu nó luôn đó. Nhưng mà làm sao mà tám hay kịp lúc gì? Bởi vì nói chung ra tám cũng nghe bạn đó. Dạ. Rồi nó nói kể vụ mà có con trâu gì đập đầu không chết, rồi nó quỳ nó lại này nọ, rồi nó nói này nói nọ đó, rồi tám phải đi thử ta đó coi. Là bữa đó tám cứu con trâu kịp không tám? Có con trâu kia mằn thịt đó, mà ta mằn thịt đó rồi đem về mà cứu nó được nửa tháng rồi sao nó chết trâu ngoài kia kìa. Chàng ơi chàng, có nghĩa là tám nghe là trong lò mổ là có cái chuyện là người ta chuẩn bị mặn trâu. Mặn trâu bữa đó, mặn trâu bên kia, mặn trâu mẹ hết rồi, còn hai trâu con, mặn con kia, còn con nọ nữa, rồi tám hay kịp tám mua. Mà nó lại hả tám? Không, con trâu kia, mấy con trâu kia riêng nữa, còn trâu này chú tám cứu con trâu nhỏ riêng nữa. Dạ. Nó nhiều con lắm, bởi vì người ta mặn thịt mà. Dạ.
Như vậy là khi mà Tám lại tới lò mổ là hai con bò này là lên lò mổ chưa Tám? Chữa sạn vô lò mổ rồi đó. Chàng ơi chàng, là Tám cứu là hết bao nhiêu tiền Tám? Là hai con này 41 triệu nè. 41 triệu mà cách đây là bao lâu rồi Tám? Mười mấy năm rồi đó. Chàng ơi, mười mấy năm về trước mà số tiền Tám cứu là tới 41 triệu. Mười mấy năm trước con nghĩ vàng lúc đó chắc chừng 300-400 ngàn chỉ chứ gì Tám. Chắc cỡ đó quá. Mấy cây vàng thưa gì hiên giả. Chàng ơi chàng, Tám cho con hỏi thăm nè. Thí dụ như bây giờ Tám cứu những con vật này như vậy nè, mà có quý vị mà người ta muốn giống như là chia sẻ lại đó Tám, để mà người ta cũng có cái công mà cứu nó đó Tám. Không biết cần đến tìm đến Tám rồi chia sẻ, Tám có chia sẻ lại cho bà con để người ta nuôi không Tám? Chắc không được đâu, bởi vì nó đi ra nó cũng buồn lắm, chứ hai nữa nó sống chung nhau quen rồi, thế gì cho nó vắng nó cũng buồn, nó không biết nó sống ra sao. Mình đã hy sinh nó, mình hy sinh cho trọn đời luôn đi. Nhưng mà người ta đưa một cái giá khá là cao rồi sao Tám? Không, bao nhiêu cũng không ấy chân á, nhiều cũng không được chân, đôi ba tỷ cũng không được nữa. Bây giờ mình nghĩ rằng cho nó hết kiếp này, cho nó trọn vẹn đi rồi mình cũng chết, nó cũng chết, mình cũng chết luôn rồi. Một cặp như vậy mấy tỷ mà Tám cũng không chịu luôn hả? Chàng ơi chàng, nhưng mà Tám có thể dùng cái tiền đó đó là để mua thức ăn để cứu những con vật khác được không Tám? Không, thôi đi, nó sống nhau có anh em rồi, nó đi ra nó buồn lắm, nó la làng là sớm. Đi ra nó buồn lắm. Dạ. Là quyết định là người ta trả giá là mấy tỷ là cũng không bán luôn. Không bán đâu. Chàng ơi chàng, mặc dù là số tiền rất là lớn với Tám luôn, mà Tám cũng không đồng ý luôn. Tám cũng không màng đâu. Dạ. Tám ơi, Tám cho con hỏi thăm nè, là ngoài cặp bò này nè, là Tám cứu từ trong lò mổ ra đó, rồi còn những cặp khác thì cái câu chuyện nó như thế nào Tám? Cũng tao bán thịt đó thì Tám cũng mua hoài tới vậy đó. Là trong trang trại của Tám có con nào đặc biệt không Tám? Thì vậy đó, thì nó cũng sắp ra thịt thì Tám mua lại đó. Vì Đức Phật có nói ta cùng muôn vật một nhà đó, ta là anh chị, chúng là đàn em. Mình khôn hơn rồi mình phải xét xem, khi đàn em lâm nạn thì mình đưa chen giúp giùm, bởi vì Tám cũng hết tình với nó trong cái kiếp này thôi, chứ Tám cũng không biết tính sao nấu gì đi. Chàng ơi chàng, coi như là cứu là hết mình luôn. Hết mình luôn đó, nói thiệt chứ so lại theo cả đất nước Việt Nam này Tám bản lĩnh lắm. Dạ đúng Tám rồi. Không phải mà nói lền lền đâu. Nhưng mà tự nhiên Tám lại thương những con vật nhiều dữ ha Tám ha. Ông Tám cho con hỏi á, thì không biết là mấy chú bò này nè, thì có người á, người ta trả là thí dụ một con 1 tỷ. Bao nhiêu thí dụ con tỷ ông Tám bán không? Không, bao nhiêu con bán chứ, bởi vì có anh em đồng đạo kìa, người ta nói chết rồi thôi ông làm thịt đi, rồi ông mà ông bán rồi ông cho người ta lại dân nghèo, tôi nói không được đâu, một chút rồi người ta đồn cả năm mấy chút, khó lắm, mình làm đâu cho nó trọn vẹn đi, đã ta chết rồi bổ xẻ anh chị nữa. Rồi như vậy rồi mấy chú bò này thí dụ rồi nó chết rồi ông Tám tính như thế nào? Thì có chỗ làm chỗ thiêu rồi, ông sư làm đó, sư đổ đất bên kia kìa, sư lấy đất hôm trước, lấy đất ở đây rồi làm cho cá chị dựa vô đây rồi té đất ra đằng đổ làm cái chỗ thiêu, ổng với thiêu qua đàn em luôn. Vậy thôi. Hình như là con nghe trong trang trại của Tám là có cái máy niệm Phật là mở suốt hả Tám? Suốt, tối ngày sáng đêm luôn á. Nhưng mà theo như Tám nghĩ là nó có thể nghe được không Tám? Nghe chứ, nó nghe chiều rồi nó nằm ngủ liễn biên, chân tại gùi lằn rồi dở cái nó ấy này chứ không có, nó cũng nằm, nó cũng ngay ngất. Như vậy là nó nằm yên để nó nghe tiếng niệm Phật ha? Nằm sắp tớp chân. Như vậy là theo như lời Tám nói là chắc nó hiểu được hiểu được cái tiếng người mình hay Tám ha? Thử ra các loài động vật nó gom tụ gì đây dữ lắm, cóc ếch đồ, tới ngày 29 gầm đồ nó tụ họp về đây, nó hội, nó gên, nó kêu người ta nói chuyện không được đó. Tức là ếch với cóc nó tới ngày 28 là nó về đây. 29 gầm đồ nó về đây nè, nó gên dữ lắm luôn, bởi vì chỗ này đâu có cho ai bắt bớ gì vô khu vực này đâu. Tám cho con hỏi thăm nè, có lần nào mà nó thể hiện cho Tám biết được là
nó biết tiếng người không Tám? Cũng như nó nói tiếng nó gần, nó nói tiếng nó thôi, nó gần, nó hòe tiếng nó thôi chứ mình cũng không biết được tiếng của nó đâu, bởi vì loài nào nó sống theo loài nấy. Đôi này mà ai ăn hiếp lại là thả gông gông ngoài đó là nó biết, nó thù giặc rồi, nó là nó gượt đó. Là từng có xảy ra chưa Tám? Có, ông đằng kia kìa, chiếc đó Tám bằng sữa khúc lộ ổng á, rồi cái mà bữa đó ông muốn rượu say rồi, ông mới té thì ông té. Dạ. Yeah. Đây Tám nằm, đây nè, Tám nằm quấn cái mền, ông có rượu rồi, mình tu hiền nó đâu nói đâu, ông chữ. Rồi bữa đó hai con đứng ngoài lộ ăn buộc, hai con này kia, ông vừa cái xe phập vô đứng giữa hai con, nó tóc nó gượt ổng bóng chồng nó làm gì. À có nghĩa là ông kia thì ổng nói lớn tiếng với Tám, ổng chữ á, ông đồ quýnh á. À ổng nhậu với ông xui, ông đồ quýnh ông ba hẹ ăn này nè. Dạ. Yeah. Bắt đầu là hai con này nó nhớ ha. Nhớ là bữa đó có cơ hội là nó trả thù liền. Trời ơi, nói chung ra là chó cũng vậy, nó chó nó theo sớm này nè, mà gượt quýnh nó đang bị nó đói quá đói đó, đi ngang đây là nó trả thù đó, chó cũng vậy đó. Chó là cũng biết binh Tám luôn. Nó binh, nó gượt mấy người mà đó hoa mà quýnh nó đó, nó gượt nó cũng trả thù, nó hận á. Chàng ơi chàng, hèn gì Tám mới cho rằng là những con vật ở trang trại của Tám là nó biết được tiếng người ha. Mà điều kỳ lạ là hai chú bò này mà chắc có lẽ là nhớ ơn ông Tám quá. Hai chú bò này hung lắm à. Hùng dữ lắm mà thấy nó buông nó đi gông gông, nó giỡn nhau đó, chứ cái người mà không làm, cái người làm ác lại là nó quất liền đó. Nhưng mà mua đập đầu bò đâu đó lại là chơi nó biết liền theo Tám nha. Người mua xanh bắn tử lại là nó gượt đó. Giống như là loài vật tuy rằng nó không có biết nói tiếng mình, nhưng mà nó hiểu được của tiếng mình ha. Yeah. Ông Tám cho con hỏi á, thì cái cặp bò lần đầu tiên mà ông Tám cứu trong lò mổ á, thì hai chú bò này nè, có như thể hiện chẳng hạn như là mà cảm ơn và khóc này nọ không ông Tám? Thì nó có như thế nào ông Tám? Thì nói chung ra thì có loài vật có con á, thì nó khóc á, có con nó khóc ra nước mắt luôn á. Là bữa Tám cứu nó là nó khóc hay sao Tám? Khóc á. Trời ơi. Chàng ơi chàng, là con nào Tám? Thì coi như hai con nó đứng mà nó gưng chân á. Gưng gưng nước mắt ha. Ừ. Là nó mừng vì Tám cứu nó được đó ha. Ừ. Mình biết cho loài vật nó sống loài nào theo loài nấy, mình biết. Hôm bữa đem về rồi xong rồi cặp này ăn uống đồ rồi vui ngoảy đuôi gì không Tám? Thì cũng vậy đó. Nó cúi đầu xuống Tám không? Nè thì gờ nó cúi xuống gì nè. Đâu Tám kêu nó ra ngoài, đặng Tám cho nó cúi đầu xuống luôn, mọp đầu xuống luôn. Kêu nó ra ngoài. Không ra xích đi, qua ngoài đây nè. Cho nó ra đây thôi. Ra mặt con cúi đầu rồi cho người ta có tiền người ta cho ăn, con ăn no bụng đi để đói đồ, mà có bữa thách thơ phải tẻo cái bụng mà không có cho ăn nữa. Nó cúi đầu kìa quý vị khán giả ơi. Cúi đầu vậy là cúi đầu đó không Tám? Nó cúi đầu xuống luôn á, nó cúi đầu xuống cho ông Tám luôn kìa, giống như nó gửi lời chào hay gì. Là bình thường Tám vô tới là nó cúi đầu với Tám như vậy đó hả Tám? Ừ. Hèn ơi, rồi Tám gờ cái đầu nó được không? Được, sao không nè. Ừ. Là nó không có ngóc lên luôn đó. Ừ. Chừng nào Tám đi là nó ngóc lên ha. Ừ. Đầu Tám thử bước ra ngoài thử coi nó ngóc lên không Tám? Ừ. Tám vừa đi là nó ngóc lên ha. Tám ơi Tám, cứu Tám ơi. Tám. Có dây rồi. Có dây thì có dây chứ, một cái một. Tại nó quay cái đầu lại. Dây nhầm gì nó. Ừ, Tám vừa đi là nó lên liền ha. Là ở đây nữa đó he Tám ha. Tay số này nó cũng lớn tuổi dữ lắm rồi. Dạ. Cặp này là hôm bữa là Tám cứu như thế nào Tám? Cái kia con này thấy lúc kia thì nó cũng có đi tiếp xúc với mình, đi cày ruộng, đi kéo lúa được một vụ với hai rồi. Nó cũng có công rồi Tám cũng để nó luôn vì lúc trước nó hay lắm. Cái đầu này nè. Rồi sao lại đi kéo thuốc nam? Sao con thấy nó to gấp đôi mấy con bò thường vậy Tám? là Tám nuôi cặp này là bao nhiêu năm rồi Tám? Cũng mười mấy năm hết rồi đó. Là mua người ta lúc đó sáu mấy triệu con này với con nằm kia kìa. Con nằm kia nó già lắm, cũng già nữa. Là nó thực tế nó là bao nhiêu tuổi rồi Tám? Cỡ 27, 28 tuổi à. Còn cặp đen ở ngoài hồi nãy mình vô thăm là bao nhiêu tuổi Tám? Cả 15 tuổi rồi. 15, 17 tuổi rồi đó. Hèn gì con thấy nó gấp đôi con bò của người ta luôn kìa. Ừ.
Mà cặp này là Tám cũng quyết định là không bán luôn đó ha. Hết trơn luôn mà đâu có bán em nào đâu. Là tất cả luôn chứ không phải là riêng cặp đen hồi nãy. Tất cả luôn, không có phân biệt em nào nữa chứ. Hồi nãy Tám nói là 3 tỷ, 1, 2 tỷ Tám không bán rồi. Thí dụ như người ta trả cao hơn nữa thì sao Tám? Bao nhiêu cũng không có bán chân hết trơn, đâu có đem ra được tiền của đâu bán. Dạ, bao nhiêu cũng không được hết trơn. Thí dụ như một con như vậy là 10 tỷ rồi Tám bán không? Không luôn đó, bao nhiêu cũng không có được chân. Cũng không bán luôn? Là Tám chỉ sức công ra nuôi nó như vậy hoài như vậy đó ha. Rồi nó già quá rồi, rồi sao Tám? Đi già quá chết thì tiêu nó. Chứ không bán luôn? Không. Nó có mất đi là cũng không bán luôn? Tám sợ điều gì vậy Tám? Thí dụ như nó mất đi rồi cũng đâu có sao đâu Tám. Làm gì cho nó trọn vẹn đi. Dạ. Có nghĩa là Tám nuôi cho đến già rồi mất đi ha. Em ơi chàng, là cặp này hồi xưa là gắn bó với Tám, là cày ruộng cho Tám đó ha. Cũng có cày ruộng được mùa với hai rồi đi kéo thuốc nam mười mấy năm rồi, giờ nghỉ rồi già đi không nổi nữa. Như vậy là cặp này là có công kéo thuốc nam nữa đó. Hèn ơi, thưa vị khán giả, cặp bò là 30 mấy tuổi rồi quý vị khán giả. Hèn ơi, con nhìn nó to gấp đôi con bò thường mà người dân ở ngoài nuôi đó Tám. To dữ ha. Rồi mình đi vô gần nó có sao không Tám? Không, đi tự nhiên đi đâu có sao đâu. Đi đi, không có sao chân á. Thường ngày là ảnh mấy con này là nghe kinh suốt như vậy hả Tám? Nghe suốt gì à. Đi 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 thí vô đi, bởi vì chưa có hút có phân chân. Nhưng mà con ứng ớn quá Tám ơi. Không có sao đâu, đi thí vô đi. Thôi tới đây được rồi Tám ơi, tới đây được rồi Tám ơi. Thèn ơi, như vậy là cái dàn bò này tới mười mấy gần 20 con. 16 con rồi tổng quát chân á. Rồi cỏ nó ăn một ngày là bao nhiêu Tám? Ăn một bữa là ôi có nhiều cho ăn, nhiều biết nhiều cho đủ mà ăn nhờ ăn gom, buôn bán gom nè cho nó ăn gom mới. Có con già đi không nổi, khô nhượng chân rồi đó, con nằm đó. Con dạ. Cũng 27 28 tuổi rồi đó. 27 28 tuổi rồi. Là hồi bữa là Tám cứu nó làm sao? Thì nó cũng có công như người đời vậy đó. Nhưng mà người ta kêu Tám lại bán hay sao? Thì thấy mà mình thấy nó mà bán qua bán lại nó chết, tội nghiệp, nó bị mở rộng cái tâm từ bi rồi. Mà sao Tám lại kịp, hay quá nè. Người ta biết á. Dạ. Người ta biết vì trước kia mình mở nhà thuốc rồi, sau này ta biết thằng đó chắc có cái tâm đó. Nói chung ra mấy người cầu nguyện đó, người ta đi đâu mà người ta thấy bò mà sắp bị bán bằng thịt ta cũng kêu nữa. Dạ. Ta nói thằng này có cái tâm từ bi lắm, cho nó mua đi, đừng nó cứu sống làm phước. Có nghĩa là những con bò ở đây là đều là chuẩn bị là lên lò mổ hết trơn rồi đó. Bán thịt hết rồi đó. Là Tám kịp cứu kịp lúc đó ha. Mua là mua bò thịt không đó, không phải mua bò nghé đâu đang. Mua bò lớn không đó. Bò lớn không đó, như vậy 16 con là số tiền là... Nhiều lắm á, mấy trăm triệu á, không kể nổi đâu. Số tiền không kể nổi đâu, cả tỷ á chứ mấy trăm triệu đâu Tám. Trời đẹp lắm, đẹp trai lắm, này với con đứng nằm trống hai con đẹp trai dữ lắm á. Dạ, nội mà con bò mà nó to bự như... Như con này là con nghĩ là nó cái giá nó cao lắm. Mà thịt mà ốm vậy đó, mà như vậy đó, mà nếu mà nó đương thời đó đẹp dữ lắm luôn á, hai con này. Dạ, là cặp trắng này là Tám mua bao nhiêu? Mà con này cũng mua 20 triệu luôn, đó 20 triệu, còn cái con nằm đó với con này là mua cao giá nhất, con nằm với con này là mua gần 70. 70 triệu là cách đây bao lâu rồi Tám? 10 năm rồi đó. 10 năm về trước mà 70 triệu. Là cái ngày Tám mua là Tám chuẩn bị tâm lý sẵn là mua là để cứu nó thôi đó. Mua bò này chứ mà con vợ nó không có quyền, nó cũng quậy bò lắm chứ không phải thường đâu. Mà nếu mà một cái tay không bản lĩnh là không thể nào mà dẹp được cái tụi vợ với con này đâu. Dạ, có nghĩa là Tám quyết tâm rồi ha. Nhất tâm rồi đó, nhất tâm là hướng về Phật rồi đó. Chàng ơi chàng. Thôi Tám ơi, bây giờ như vậy đi Tám. Tám dẫn con đi xem những con cá mà Tám cứu đi. Cá bên đây nè. Dạ. Thôi vậy mấy chú cháu mình đi ha Tám ha. Là ở đây hả Tám? Ba hầm nè. Một hầm nè. Rồi đó hầm nữa. Hai rồi hầm. Rồi đó hầm nữa. Ba hầm cá. Ba hầm. Cá này bự lắm không Tám? Cũng nhiều, cũng trọng à. Nói chung ra không có cho ăn, không có tiền rồi đâu cho ăn nhiều đâu.
Là à, những con cá này là Tám cứu ngoài chợ đem về hay sao Tám? Bởi vì cái cống kia kìa cá nó ra không được rồi, nó bị dứ bị xiệt bị này nọ, mà thôi đi mình cũng tính toán với ông sư ngoái rồi, thôi mình cũng làm cái chỗ đừng cho nó nương tựa vô đây cho nhiều đi. Dạ. Mình đem ghe điện cái ghe trên An Phú Châu Đốc đó xuống, thằng nó chờ nó xúc thằng nó thả đi thả. Bởi vì mình đi lễ ông bà thấy đó. Dạ. Thấy nó chạy xuống đó mình cũng kết bạn với nó quay làm quen đó. Rồi Tám mới tính thôi đi kệ nó làm cho có cái chỗ nó nương tựa đi, rồi mình té xuống đất ra đang mình lấy đang mình đổ làm cái lò thiêu bên kia. Thành thử ra Tám mới làm gì đó. Có nghĩa là Tám làm cái đường cho cá từ ở ngoài ruộng chạy vô đây. Từ ở dưới cống đó đừng cho ta bắt cho nó vô đây, nó dựa vô trong ba cái hầm này. Rồi Tám nuôi khoảng bao lâu là Tám cho đi phóng sanh? Nuôi nó mà thấy nhiều đông đặc đó thì mới điện ghe lại dẹp hầm nặng thả đem nó đi. Là mỗi một lần như vậy là ghe lại là bao nhiêu tấn cá Tám? Chưa có biết nữa, bởi vì mới đây nè, mới làm hôm mà tháng năm rồi nè. Mới làm năm rồi ha. Mở thêm đó. Là Tám có đi ghe nào chưa? Chưa, có lúc trước thì cá nó xuống đây đó, Tám nhử vô mấy cái clip trong này đó, Tám mượn người ta thả ra sông đó là 2 ngày đó. Mượn kéo lưới ra sông đó. Là lúc đó là Tám độ là khoảng bao nhiêu tấn cá Tám? Cả nhiều lắm, mà theo bán ra nếu mà ủ làm nước mắm bán cỡ khoảng chừng 10 mấy 20 triệu đó. 10 mấy 20 triệu tiền cá coi như là cũng nặng số ký nặng à. Mà không bán đó. Thả mượn ta thả ra mấy ngày á. Ồ, như vậy là Tám gọng trong ba hầm này là được cái này là mới nè, cái này là chưa. Dạ. Cũng năm rồi ha Tám ha. Gần năm rồi. Rồi Tám có cho nó ăn thức ăn gì không Tám? Không có cho ăn, có cho ăn cơm độ, ăn cơm của người ta sớm đó, rồi người ta vô thùng đó rồi về đổ cho ăn ha. Có nghĩa là nó dùng những cái cơm thừa canh cặn của người ta, của người dân. Rồi nó sống thôi. Ai dư nhiều thì nó ăn nhiều, còn không dư thì nó nhịn đói. Chàng ơi. Tám ơi, Tám cho con hỏi thăm nè. Khi mà Tám quyết định á, là làm cái công việc là phóng sanh muôn loài như vậy đó Tám, muôn vật như vậy đó Tám, rồi gia đình thì như thế nào Tám? Gia đình cũng không chịu đi gì đâu. Gia đình cũng nói ra là mình sống ên làm mới được, cái sống có gia đình có vợ con trà trộn vô không ai chịu cái làm những chuyện này đâu. Không ai chịu hết trơn hả Tám? Lúc đầu Tám ngỏ lời sao Tám? Thì cũng ăn chay rồi làm từ từ á. Quen biết rồi nó cũng quen rồi. Hiền ơi, là những cái dừa này là của Tám đó ha. Dừa trồng đang mà hái trái bán có tiền mua gom cho đàn em ăn đây. Là Tám coi nó như em mình đi ha. Là Tám thì dẫn đầu. Hiền ơi, quý quá quý vị khán giả ơi. Một ông lão năm nay 61 tuổi. Gần 62 rồi. Gần 62 tuổi mà làm số tiền dành dụm cả một cuộc đời của mình là chỉ đi để dành để mà cứu vớt những con vật thoát khỏi những cái lò mổ cũng như là những cái chợ quý hiên gia. Chàng ơi chàng, nhưng mà không phải là phóng sanh hay Tám ha, mình đem về là mình nuôi nó luôn ha. Lò nào sống ra lò nãy. Dạ. Thưa ông Tám cho con hỏi thăm nè, cái lúc mà ông Tám vừa cứu được một con vật á thoát khỏi cái lò mổ, ông Tám coi như là mình cứu nó lấy lại cái sự sống của nó từ tay tử thần đó Tám. Như vậy thì khi mà Tám dẫn nó về nhà rồi á, Tám cảm thấy trong lòng mình như thế nào Tám? Thấy nó cũng vui á. Thấy nó cũng vui, mà nếu không cứu cho nó mà qua khỏi mấy cái cơn này trong lòng bức rứt lắm, ăn ngủ cũng không được đâu. Có lần nào Tám cứu không được không Tám? Bởi vì mình cũng đâu có khả năng nhiều đâu, mà mình gặp á thì mình cũng lo hết khả năng nhiều mình có nhiều, cứu con hay con cũng được, hoặc Tám đi trên đường mà gặp cá này nọ mình có thể mình giúp nó được mình giúp, chứ nếu mà không giúp nó được thì đi bằng đêm ngủ cũng không được luôn á. Là mỗi một lần mà Tám không có tiền, không có khả năng để mà cứu con vật đó, mà trong khi đó Tám biết được là nó đang đối diện với tử thần, là Tám về Tám cắn rứt hả? Bức rứt lắm, như cá đồ người ta bán trên lộ trên thao nè, mà đi ngang mà gặp lộ bộ không à, đi ngang mà gặp mà cứu không được á, gì cũng cắn rứt trong lương tâm lắm á. Chàng ơi chàng. Nhưng mà
với cái số lượng con thấy người đời bây giờ tắm đi ngoài đường chắc nhiều lắm, làm gì mà có khả năng cứu nổi hết á. Không có đâu, thí dụ như lâu lâu mình mới đi ra ăn bữa mình gặp mình cứu, còn không gặp thì thôi. Tắm không dám đi luôn hả? Cũng ít đi lắm, công việc mà đâu có đi thở không đâu, đi hoài với tiền đâu cứu hoài nổi. Rồi nó mần buôn bán này có bữa thì được, có bữa bán buôn bán không được, đâu gì? Có nhiều đâu. Vậy là tám không dám đi chợ luôn. Cũng đâu có đi đâu, hừng đông là mời trời là bắt đầu đi ra ăn uống, đi ra mần cỏ chặt cỏ cho bò ăn đó. Dạ. Yeah. Đâu đi đâu đâu. Chàng ơi chàng, coi như là thà là mình không nhìn thấy, thấy mà cứu không được thì nó bứt rứt khó chịu ha tám ha. Khi mà tắm cứu được rồi tắm vui á, rồi trong lòng mình nó nhẹ nhàng như thế nào tắm? Thì phải ăn ngủ ngon rồi ăn được cũng ngon gì chứ. Mừng hơn nói nữa nha. Lạ kỳ vậy ta. Mình nghĩ như Đức Phật nói, ta cùng muôn vật một nhà đó, ta là anh chị chúng là đàn em đó. Dạ. Mình khôn hơn thì mình phải xét xem khi em lâm nợ mình phải đua chen giúp giùm, khi lâm nợ chúng bơ vơ có biết gì đâu. Dạ. Coi như là cứu nó cũng như là cứu một mạng vậy đi ha tám. Cứu một mạng đó, là mình cứ tính là một mạng vậy đó. Như vậy chắc từ 30 mấy năm nay chắc tám cứu nhiều mạng dữ lắm. Nhiều lắm á. Cho lại cái tâm từ bi tám mở rộng lớn lắm, thì biết cái công chuyện tám làm thì biết rồi, hỏi ông bây giờ con này. Dạ. Bạn với ổng năm nay nó 7-6 năm rồi đó. rồi gia đình mình thì phản đối á tám. Rồi bà con trong xóm như thế nào tám? Nó cho người khùng không à. Cho người khùng mà tám cũng đâu quan tâm gì đâu. Nó chữ nó cho người khùng đó, nhiều khi nó kêu cắt lúa cho bò ăn, lúa gài đó mình cắt đi, rồi lại nó xấu mắt, nó hỏi chứ lúa gài mà nó rụng hết chứ nó đâu có lấy được lúa đâu. Dạ. Mà lại nó còn chữ người khùng người điên nữa, dùng khùng đi mua bò làm chi mà cắt lúa. Hôm nay mình đang nỉ tao cắt mà chở là chữ tao nữa. Dạ. Của tao tao còn không cắt nữa, tao còn kêu người ta cắt nữa. Mà bò ta ăn biết nhiêu mà đủ mà ta đi làm chuyện này. Dòng ta mở. Ở xóm này nó cho 8 người khùng không à thôi. Chàng ơi chàng. Bởi vì người ta không nhận thức đó cơ. Người ta cho người khùng không. Giống bởi vì như... ai đâu có ai làm những chuyện này đâu. Người ta còn sự ăn uống mà. Khi mà mình làm gì đó, mình làm gì nó xúc động những mấy người lắm luôn á. Nếu mà mấy cháu mà lên di túc như gì đó, người ta thấy người ta dừng lại mấy cháu là được phước chứ lắm luôn á. Tám là hy vọng nhiều thôi. Dạ. Chứ đối với tám không thành vấn đề đâu. Hy vọng là cho người ta thấy người ta dừng lại không. Dạ. Vì tất cả loài nào nó cũng muốn sống chân á, không có loài nào muốn chết chân. Mình bị chỉ mạnh mình hiếp yếu. Mà chú tám suy nghĩ đó, mấy chưa cưng mà dù có tiền cho chú không có tiền không thành vấn đề, dù chú một ngày một chú có chết cũng được nữa, mà nhưng mà cho người ta thấy người ta dừng lại là cái chuyện nó như vậy đó, là cho người ta dừng lại mấy cưng cũng được phước nữa, chú cũng được phước đó. Là chú muốn la rộng lớn lên vậy thôi. Như vậy là tám âm thầm làm à. Là không có cần nhờ giả ai hết, cũng có nhờ nữa mà, nhưng mà cho người ta thấy là rộng, cho người ta thấy là người ta dừng lại không có làm sát sanh nữa. Dạ. Cũng như các lò mổ nhưng phải dừng lại hết. Giống như cái đó là cái thông điệp tám muốn gửi đến bà con mình. Mà không nói được, nhưng mà cháu làm gì là mình nói thì nhiều khi người ta không nghe. Nhưng mà mình làm bằng hành động thực tế luôn. Là mỗi lần mà người ta nói nặng tám như vậy đó, rồi lúc đó tám cảm thấy như thế nào tám? Ta không hiểu, mình cũng nói chi mất công. Chàng ơi, không quan tâm luôn. Không quan tâm luôn. Ai nói gì nói à? Bởi vì ta hiểu đâu, mà mình nói đây cũng như đám gừng gì đâu, cũng như vợ con có hiểu đâu, nói nó nghe đâu, nó nghe kệ bà nó, chuyện ai làm mới biết được, ai mới đi. Có yeah. Thân người liệu lấy thân. Chứ nó đâu cũng đâu cứu mình được, con vợ cũng đâu cứu mình được, chỉ mà tạm dừng chân lại đây rồi cũng chia tay à. Dạ. Yeah. Mà chú tám muốn làm chuyện âm thầm rồi sau này nó mới rộng lớn đổ bể ra, rồi cho người ta thấy ta dừng các lò mổ lại, những mấy anh em mà đang dẹp bỏ hết. Anh này nói chung ra là nhân quả lắm, đời giờ nhân quả lắm, anh em này dừng sớm thì nó đỡ sớm. Theo như tám được biết thì nếu mà dướng vào cái phước rồi nó khiến này nọ là mình đủ mang tai họa hết, rồi nghèo khổ, rồi bị này nọ đó, là do nơi nghiệp phước mình nó hết rồi, nghiệp nó tới nó đòi mình đó. Con người mình đó nói chung ra là xấu xí chết yểu này nọ, sống không thọ bệnh hoạn do nơi nhân quả không đó. Tám muốn làm gì cho họ dừng lại bớt. Yeah. Còn không có muốn làm nữa thôi, chứ còn cái vấn đề anh em trong ngoài gì có thể giúp được ít nhiều, chú tám cũng mang ơn tiếp tay, còn không được thì
anh cũng ăn ít, em cũng ăn ít. Nhưng mà 800 con hỏi thăm nè, thí dụ như bà con quý vị khán giả đi, trong ngày hôm nay nè xem được cái đoạn video của 8 đó, rồi phát tâm muốn đồng hành cùng 8 á, để làm những việc thiện như vậy đó, rồi làm sao mà liên hệ được với 8? Mình liên hệ với mấy cưng thôi chứ chú 8 đâu có biết cái chuyện gì nữa đâu. Dạ. Mấy cưng làm chuyện này cũng quý lắm, cho người ta dừng lại, người ta đừng có tạo nghiệp nữa, nghiệp tạo nghiệp rồi khó trả lắm, nhân quả bệnh hoạn này nọ đau ốm rồi bị này nọ rồi khó trả lắm. Dạ, như vậy như, thì các loài vật nó cũng được sống nữa, người ta dừng lại hết rồi nó cũng ăn ơn mấy cưng dư lắm luôn đó, mấy cưng làm gì tâm thọ tới tâm tội. Dạ, như vậy thì quý vị khán giả có quý vị nào mà muốn được đồng hành cùng với chú Tám làm những công việc thiện nguyện cứu giúp các loài vật thì liên hệ trực tiếp với mấy anh em, mấy anh em sẽ hỗ trợ giúp đỡ để có cái cách mà cùng với chú Tám ở cùng với ông Tám đồng hành cùng ông Tám nha quý vị khán giả. Dạ, dạ Tám ơi, thôi thì trong ngày hôm nay á, mấy anh em con ghé thăm Tám á, để tìm hiểu về câu chuyện cũng như là sự thật là có là như vậy hay không, vì con nghe bà con người ta đồn, mấy anh em con á nghe bà con người ta đồn á là bây giờ có đem 10 tỷ lại mua những con bò của Tám, Tám vẫn không bán. Thì ngày hôm nay Tám xác định một lần nữa cho mấy anh em con được biết coi thì điều đó có thật không Tám? Thiệt chứ đâu có nói ra chơi đâu. 10 tỷ mà Tám cũng không nhận nữa hả? Tiền bạc đâu có cứu mình được, đâu có đem theo gì được đâu, chỉ đem theo tội phước không à. Chỉ một con bò mà 10 tỷ Tám cũng không bán luôn? Không có nhiều cũng không bán chứ. Chàng ơi, cái câu chuyện này khá là lạ luôn thưa quý vị khán giả. Nhưng mà mấy anh em của ông cũng đã xác minh thực tế. Thì ngày hôm nay gặp trực tiếp ông Tám luôn, thì ông Tám cũng đã trả lời cho quý khán giả mình được biết là một con bò của ông Tám bây giờ có đem lại 10 tỷ để đổi cũng vẫn không được luôn. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật nha quý vị khán giả. Dạ rồi, thôi thì bây giờ con xin chúc cho ông Tám có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày nha ông Tám nha. Tám cũng chúc cho mấy cháu mà đi làm việc này được mạnh khỏe, cho người ta dừng lại ba cái làm này cho các loài vật nó được sống. Tám cũng chúc cho mấy cháu thì sống tới 100 tuổi biết ngày ra đi vẫn sạch. Dạ. Dạ con cảm ơn ông Tám nhiều lắm ạ. Rồi Tám làm gì cho các loài vật nó dừng lại, ta dừng lại ta được nữa thôi, Tám có được mấy chú vui. Chứ mới đau lòng lắm, Tám ăn ngủ cũng không được đâu. Dạ. Con cảm ơn ông Tám nhiều lắm. Dạ con xin chào ông Tám nha. Rồi. Dạ thưa quý khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video kế tiếp ạ.